Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh công nghệ xây dựng Sotaro, với mục đích chia sẻ cũng như là đánh giá và đưa ra những cái cảm quan, ý kiến về những cái công nghệ mới trong xây dựng. Hôm nay chúng tôi làm cái video này muốn chia sẻ với các bạn, và về mục đích lâu dài thì chúng tôi sẽ ra những cái video hàng tuần về cái bản tin về những cái công nghệ mới nhất trong xây dựng, để cho chúng ta có thể phổ cập tới và chúng ta có thể nắm bắt được những cái công nghệ mới nhất ở trên thế giới, cũng như là ở trong đất nước của chúng ta. Sau lưng tôi thì anh em có thể thấy được là đây là một cái công nghệ cực kỳ mới anh em ạ, và có thể là rất nhiều người rất ngạc nhiên về cái công nghệ này. Khi mà chúng ta vẫn quen với cái truyền thống của chúng ta, có nghĩa là xây gạch bằng thủ công, bằng tay, đúng không ạ? Thì ở nước ngoài, ở những cái nước phát triển, người ta đã sáng tạo ra những cái robot và thậm chí có thể xây được. Đấy anh em xem, đó, nó được lập trình rất là hiện đại anh em ạ. Và tôi nghĩ là nếu như mà chúng ta mà đến cái thời kỳ mà có thể bây giờ có thể là chúng ta chưa thể phổ cập được cái công nghệ này về chúng ta, nhưng mà tôi hy vọng là có thể sau 10, 20 năm nữa thì thậm chí là trên công trường cần ít người thôi. Đây anh em có thể xem, anh em có thể thấy là chỉ với một con robot đấy, nó rất là hay anh em ạ. Cả lấy cả vữa luôn đấy, tự động lấy vữa, dạ, tự động lấy vữa mà lại còn xây, tự động xây luôn đấy. Theo tôi nghĩ thì có nghĩa là nếu mà cảm quan của tôi ấy, có nghĩa là cái nhận xét của tôi ấy, để anh em xem thì theo tôi nghĩ là người ta sẽ phải làm bài bản từ cái khâu mà phần thô, người ta đã phải làm rất là chuẩn rồi, và sau đó thì người ta sẽ lập trình. Còn đây là video thứ hai, cái công nghệ thứ hai. Theo tôi nghĩ thì là cái công nghệ này thì anh em cũng bắt gặp ở trên mạng, cũng là chắc chắn là sẽ có nhiều anh em bắt gặp ở trên mạng rồi. Đây có nghĩa là đây là cái máy trát tường đấy anh em, đúng không ạ? Trát tường tự động thì nó theo nguyên lý là nó sẽ chủ yếu là trát trong anh em ạ, chủ yếu là trát trong đấy, thì là nó theo nguyên lý là chống trần cũng như là chống chân. Theo tôi ấy, nói chung là cái máy này khá là hay đấy anh em ạ. Có nghĩa là nó sẽ thay cái con người mà phải xoa tường anh em, thì bây giờ là máy nó sẽ gạt lên gạt xuống. Tuy nhiên thì nếu mà tôi thì tôi sẽ thấy một số cái nhược điểm của cái máy này, không biết là anh em có đồng tình với tôi hay không. Thứ nhất đó là cái việc mà chúng ta lắp ráp và di chuyển ấy, cân bằng ấy, thì tôi thấy là nó cũng khá tốn thời gian. Và thứ hai nữa là tôi thấy là cái chân của nó và cái đỉnh tường ấy thì nó cũng làm chưa tới, thành ra thì chúng ta vẫn phải xử lý ở các điểm chân và đỉnh tường. Yeah. Và thứ ba nữa thì là cái bề mặt ấy, theo tôi là chúng ta vẫn phải xử lý lại, chứ không thể nào xoa như thế xong là máy gạt như thế xong là chúng ta có thể là sơn bả được chưa? Thì không biết là các bạn có, mọi người có đồng tình với tôi về cái ý kiến đó không, và liệu là cái máy này nó có thể khả thi trong cái công việc xây dựng của chúng ta hiện tại hay không, của Việt Nam chúng ta đấy chưa? Đấy anh em xem là đây là hình ảnh công nhân đang lắp đặt và đang di chuyển cũng như là đang chuẩn bị để gạt vữa đây anh em. Đặc biệt cái này thì nếu như mà bản thân tôi ấy, thì tôi thấy là nó có một cái nhược điểm lớn, cũng như là chắc ngoài chúng ta chưa áp dụng được cái này, đúng không anh em? Đấy thì nếu như mà để đầu tư một cái máy móc như thế này mà về mà chỉ để cắt trong thôi thì nó cũng khá là, tôi cảm nhận là nó cũng khá là phí, có nghĩa là chưa tận dụng hết được cái hiệu quả của cái máy. Đấy. Thế còn anh em có thấy là đấy, anh em thấy là khi mà cân bằng anh em, đấy cân bằng, tôi thấy là nó cũng, nếu mà chưa quen thì tôi nghĩ là cũng mất thời gian đấy, khá đấy. Đấy. Và thứ hai nữa đó là cái mặt bằng xây dựng của anh em mình, cũng như là ở sàn đấy, anh em ạ, thì thường là nó rất là bề bộn, nó lởm chởm, nhưng nó không như nước ngoài ấy, là nó rất là gọn gàng, phẳng phiu đấy, nên là vấn đề di chuyển máy cũng là một vấn đề là chúng ta cũng cần phải lưu ý cái đề này. Vâng, còn đây là video thứ ba anh em ạ, thì thực sự là muốn
Việt Nam mình thì tôi cũng chưa bao giờ bắt gặp ở ngoài các công trình giao thông ngoài đường cả, có nghĩa là chưa bao giờ bắt gặp cái máy này cả. Đặc biệt là khi mà lát những cái vỉa hè hay là lát những cái khu công cộng anh em ạ, thì đây anh em có thể thấy nước ngoài cực kỳ hiện đại, và hy vọng rằng thì Việt Nam chúng ta cũng sẽ sớm áp dụng được những cái máy móc như thế này để thay thế con người, tăng cái năng suất lên anh em ạ. Và nó rất là đẹp, rất là đều, anh em xem không? Nếu như chúng ta không có những cái video như thế này thì nhiều người cũng không thể mường tượng ra được là ở trên thế giới người ta đã phát triển như thế nào, được chưa? Và chưa thể nghĩ ra được là người ta có thể sáng tạo ra những cái máy móc mà có thể là lát gạch thay con người chúng ta như thế này cả. Nó rất là hiệu quả. Đấy, anh em xem, chỉ cần là người sếp ở bên trên thôi. Và khi chắc là mình ở đây là chắc là cũng phải gạt phẳng trước, lấy nền trước. Đấy ạ, đấy, lấy nền trước. Thì thường cái nền này thì theo tôi là giống như là bình thường chúng ta hay lát gạch ở ngoài vỉa hè, khu công cộng thì thường là cát và xi. Gạt phẳng trước, làm ẩm, gạt phẳng trước. Được chưa? Đấy, chúng ta có thể thấy được là rất là hiện đại. Đấy. Thế nếu như mà chúng ta áp dụng vào Việt Nam của chúng ta thì có thể được không anh em? Đấy, có thể là nó còn liên quan đến chi phí, liên quan đến rất nhiều vấn đề. Thì hy vọng rằng thì chúng ta sẽ sớm phát triển và sẽ update những cái công nghệ trên thế giới như thế này, cực kỳ là hiện đại. Thì ngày hôm nay thì Sotado muốn chia sẻ với anh em một số cái công nghệ mới ở trên thế giới để cho chúng ta có thể là tiếp cận được, và cũng ít nhất là chúng ta cũng nắm được ở trên thế giới đang có công nghệ gì về xây dựng, đang phát triển đến mức độ nào, và chúng ta có thể có những cái cảm nhận khác nhau. Và liệu thì máy móc, những cái công nghệ ở nước ngoài hiện đại, phương Tây nước ngoài như thế này có thể áp dụng cho Việt Nam của chúng ta hay là không, thực tế của chúng ta hay là không, thì anh em hãy cho tôi biết được bằng cách là chúng ta bình luận ở phần bình luận ở bên dưới, cũng như là đăng ký kênh Sotado để chúng ta có thể theo dõi thêm nhiều bản tin về công nghệ hơn nữa, về những cái hay nhất và những cái phát triển nhất của ngành xây dựng. Hy vọng thì anh em có thể ủng hộ kênh trong thời gian tới. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Xin cảm ơn.